Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại vào cái phần 2 của cái chương trình ngày hôm nay. Và tôi đứng ở đây ở giữa cái đại lộ, nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã bị bắt cóc vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Cách đây cũng gần 2 năm rồi, tức là còn 1 tháng nữa thì 2 năm. Và trong chương trình trước đây tôi đã nói về vấn đề những cái báo chí Việt Nam tại sao mà không đăng những cái thông tin về chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng. Và đến chương trình 2 này thì xin trình bày với các bạn thêm về những cái thông tin là cái nghi vấn là liệu ông Phạm Nhật Vượng có sử dụng những cái đường dây mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh để vào làm những cái việc mà có thể là gây ám sát hoặc là bắt cóc nhà báo Đức của tại gốc Việt tại Đức không. Thì cái điều đó chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ trong cái chương trình thực tế này. Và đây sau lưng của tôi thì các bạn đã thấy đây là cái đường ô tô đi hai chiều, và sau lưng của tôi ở đây thì rất rõ đấy là những cái luồng xe cộ, và đằng kia là cái cột chiến thắng. Cái cột này là cái niềm tự hào của Berlin, nó nằm ở ngay sau cái cột đó thì các bạn sẽ thấy là dinh tổng thống Đức và thấy phủ thủ tướng Đức. Và cái nơi mà bắt cóc ở đây thì tôi xin quay một chút cái điểm mà bắt cóc đây. Vâng, đây là cái nơi bắt cóc, nơi mà bắt cóc và tôi vừa quay xong lúc nãy. Đây là trong cái khu đó, trong cái chỗ mà có những cái đường đi vào đó là các bạn đã thấy rất rõ, thì đấy là cái nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã bị bắt cóc và đưa ra ngay chỗ cái vỉa hè này. Ở đây cái vỉa hè này là cái chỗ ô tô bút nhỏ đỗ để đưa lên xe và chở từ đây về đại sứ quán Việt Nam ở nhốt ở đó 2 ngày, và sau đó lại đưa sang Cộng hòa Séc và sau đó sang Slovakia để về Việt Nam trên chuyến máy bay của chính phủ Slovakia do ông Tô Lâm đã mượn, nói là điển hình công tác. Và đây là cái chỗ mà ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc. Và như vậy là các bạn sẽ thấy rằng ở đâu cũng nguy hiểm, và ở Đức vẫn nguy hiểm, có thể gặp phải những trường hợp mà người Việt Nam ở đây đã bị khủng bố hoặc thậm chí bị bắt cóc ngay giữa ban ngày, tức là hơn 10 giờ sáng tại thủ đô Berlin. Và cái con đường mà các bạn nhìn thấy đằng kia, đây là những chiếc ô tô đi. Đây, đấy là con đường đó, là từ cái địa điểm đó là có cái khách sạn, và từ khách sạn đó là họ đã đi bộ dọc theo cái con đường này để đi dạo, và chỉ sau đó từ đó đến chỗ điểm bắt cóc này thì họ đã đi dạo khoảng 15 phút. Và trong sau 15 phút thì ông ta đã bị bắt cóc cùng với cả Đỗ Thị Minh Phương ở ngay cái địa điểm mà những cái người xe đạp kia đang vừa đi tới. Và tất nhiên là rất là nhiều người đã nhận ra và đã ghi lại một số xe và cũng như những cái nhận diện khuôn mặt của những người châu Á trên chuyến xe đó. Và các bạn thấy ở đây giao thông rất là nhiều, bởi vì đây là cái đường trục chạy xuyên qua thủ đô Berlin, rất quan trọng của thủ đô Berlin. Và cái điều này đã gây ra tác hại rất lớn ở cái việc mà đã đem đến chính phủ Đức những cái thông tin mà họ không ngờ rằng tại sao phía Việt Nam lại bắt cóc như vậy. Và tôi xin và đây tôi đang đứng ở ngay cái chỗ địa điểm mà nơi chiếc xe mà họ đã đỗ để bắt cóc. Và sau khi vụ bắt cóc xảy ra thì nhiều cái người bình luận ở trên mạng nói rằng là tại sao lại ở Đức an ninh kém thế, tại sao lại bị bắt cóc như vậy. Nhưng mà quả thật nếu mà các bạn có những cái thông tin cụ thể hơn thì sẽ hiểu rằng là nước Đức và rất an ninh, rất tốt. Thế nhưng mà những cái người như ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương như thế này vẫn bị bắt cóc ngay giữa ban ngày. Đây cái địa điểm này đúng là địa điểm đã bị bắt cóc ngay giữa ban ngày luôn. Bởi vì là khi đó Việt Nam và chính phủ Đức đang có cái đối tác quan hệ chiến lược, tức là có nghĩa là với đối tác đó thì họ còn có một cái hiệp định nữa là hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao. Và khi mà không cần visa để đến Đức thì tất nhiên là những cái người mật vụ này đã sử dụng cái visa, tức là cái hộ chiếu ngoại giao đó để vào Pháp hoặc là qua Séc để vào Đức để bắt cóc. Và họ sử dụng một số những cái người Việt Nam đã định cư ở Đức để làm vai trò là hậu cần hoặc là có thể là chỉ điểm để tìm cái chỗ ở của Trịnh Xuân Thanh ở đâu để bắt cóc. Và cái điều đó thì đến cho đến ngày hôm nay những cái người làm những cái việc như vậy vẫn chưa bị đưa ra pháp luật xét xử, và họ vẫn sống, vẫn làm việc. Và cái nguy hiểm, cái nguy cơ mà họ lại một lần nữa làm cái điều đó cho mật vụ Việt Nam thì rất là lớn. Đây là hình ảnh mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương bị bắt cóc. Và tại đây cái handy, đây có một cái handy của ông ta đã bị rơi ở ngay đây, và sau đó cảnh sát cũng đã, cái người dân người ta nhặt được và người ta đưa lại cho công an. Và chính vì vậy
và trên cái số điện thoại đó, theo cái số điện thoại đó mà cảnh sát đã biết là đấy là ông Trịnh Xuân Thanh và đã gọi bà vợ ông Trịnh Thanh đến để nhận cái thông tin này cách rất bất ngờ. Đây, đây là chỗ bắt cóc. Và khi mà họ bị bắt cóc là lúc mà họ đang đi dạo ở trong cái khu công viên này, là đang đi dạo như thế này. Đấy, đây là hình ảnh đang đi dạo. Đây là hình ảnh. Hình ảnh này là chúng tôi minh họa lại trong một cái phim tài liệu mà chúng tôi đã ghi hình. Thì đây để các bạn biết là họ đã đi dạo trong khu công viên này. Và chắc chắn rằng trước đó bà Đỗ Thị Minh Phương đã tới Đức vào ngày 19 tháng 3 2017. Thì Mật vụ Việt Nam đã để ý theo dõi. Và ông Đường Minh Hưng là ông tướng, Trung tướng Đường Minh Hưng là người trực tiếp đã tham gia chỉ đạo vụ bắt cóc này. Và đây là hình ảnh của ông Đường Minh Hưng. Đấy, và ông Tô Lâm là cái người mà được cho rằng là người tổ chức, tức là người để chủ mưu. Còn cao hơn nữa là ông Nguyễn Phú Trọng có hay không thì cái điều này thì phải có lẽ lịch sử sau này nó sẽ họ sẽ xem xét và xem lại những cái tài liệu mà còn lưu trữ hoặc qua nhân chứng. Chứ còn hiện nay thì họ vẫn là những người đương chức ở trong nước, thì cái điều mà điều tra xét hỏi với họ là rất khó khăn. Và tất nhiên là ông Đường Minh Hưng là cái người mà chủ mưu như cảnh sát Đức đã nói và như trong tòa nhân chứng đã khai, cũng như là ông Lê Mạnh Cường cũng giữ chức phó tổng cục trưởng của cục tình báo của cục 5 là người điều hành, thì cũng đã đưa cái thông tin này, những thông tin này đã được đưa ra một cách rất công khai trước tòa, và tôi chỉ là cái người mà ghi chép lại và để cập nhật lại cho các bạn cùng biết. Đây các bạn biết và đấy. Thế thì những cái người mà giúp đỡ trong vụ bắt cóc đó thì vẫn còn. Đấy. Đây là hình ảnh của ông Tô Lâm cũng như ông Đỗ Minh Hưng, và chiếc máy bay của chính phủ Slovakia đã được dùng nói là mượn để công tác, nhưng mà thực ra là để bắt cóc, để đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia về Moscow và từ đó về Việt Nam. Thì cái này ông Tô Lâm biết rất rõ, ông Đường Minh Hưng biết rất rõ. Thì những người nhà của ông Tô Lâm hoặc là những người nhà của ông Đường Minh Hưng và những cái tướng lĩnh đi trong cái chuyến bay này thì chắc chắn biết rất rõ. Và nếu mà bà con có thông tin thêm thì có thể cung cấp để chúng tôi tiếp đăng. Đây. Và hiện nay thì một cái người mà đã bị bắt duy nhất ở Cộng hòa Séc đó là ông Nguyễn Hải Long. Đây các bạn thấy hình ảnh của ông Nguyễn Hải Long. Đây, đây là hình ảnh ông Nguyễn Hải Long, là bị cáo, ông đang ngồi trong một cái buồng giam kính ở trong trong cái tòa phiên tòa xét xử mà chúng tôi cũng đã tường thuật trước đây, là nhiều hơn một chục phiên tòa chúng tôi đã ngồi và theo dõi. Thì ông ta là đã nhận tội, đã cùng với giúp đỡ cùng với Mật vụ Việt Nam để thuê xe và tổ chức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, và ông ta đã bị kết án 3 năm 10 tháng. Tuy nhiên tòa thượng thẩm xử xong, hiện nay ông ta đã kháng kiện lại, tức là ông ta đã kháng nghị phúc thẩm lên trên tòa án liên bang, và hiện nay tòa liên bang vẫn đang xét xử và chưa xong. Thì như vậy là tất cả những cái người nào có liên quan đến vụ án này trong thời gian này nếu bị bắt giữ hoặc là bị giữ lại ở Đức thì đều có thể là đưa ra làm bằng chứng tiếp để cho cái vụ án này được làm thêm làm sáng tỏ cho cái việc mà bắt cóc này. Vậy thì những cái người đó thì hiện nay họ vẫn có cuộc sống sinh hoạt bình thường, họ vẫn như ông, đây là ông Tiến Hói, đây một cái người gọi biệt danh là Tiến Hói, một người rất cao to và cao to khỏe, rất khỏe. Và ông này là đã bị viện công tố trong phiên tòa nói rằng là ông ta có tội vì làm công tác hậu cần, tức là người Việt Nam định cư ở Đức để làm hậu cần cho mật vụ Việt Nam sang bắt cóc. Thì cái ông này hiện nay cũng đang bị phải thuê luật sư để cãi về cái vụ đó, và kết quả thế nào thì chắc phải một thời gian nữa mới biết được. Nhưng mà trong cái tòa thì viện kiểm sát có nói rằng là ông ta là người có tội trong cái vụ bắt cóc đó. Thì những người này còn rất nhiều trong cộng đồng và đang sống ở đây, cho nên là họ sẵn sàng với cái quyền lợi nào đó thì có thể là gây thêm cái vấn đề tệ hại cho chính phủ Đức, cho những người dân sợ Đức và người dân châu Âu, mà nơi mà đã cưu mang họ, nơi họ đã có công ăn việc làm, nơi họ kiếm được những đồng tiền để gửi về giúp đỡ quê hương, thì nay những cái người này lại đem phản lại chính cái nơi mà đã nuôi dưỡng và chăm sóc họ trong cái thời gian khó khăn để giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc công dân ở đây. Thì đây là hình ảnh của ông Lê Hồng Quang, cựu đại biện lâm thời, cựu đại biện lâm thời đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam. Ông này hiện nay đang trốn ở Hà Nội và cảnh sát cũng như là an ninh đang có cái biện pháp là để điều tra ông này, nhưng mà ông ta chưa sang và không biết ông ta đang trốn ở đâu ở Hà Nội. Thì đây là cái hình ảnh của ông ta. Nếu mà những các bạn nào sau cái chương trình này mà biết ông ta ở đâu thì có thể thông báo cho chúng tôi hoặc là thông báo cho sứ cảnh sát Đức hoặc cảnh sát Slovakia để điều tra, truy tố về tội là tiếp tay cho mật vụ Việt Nam bắt cóc và công dân tại Đức. Đây là ông Lê Hồng Quang, và đấy, ông này là Lê Hồng Quang.
Đấy. Nếu ai biết ông Lê Hồng Quang đang ở đâu thì hãy thông báo cho chúng tôi. Đấy. Và tất nhiên một cái điều rất là nguy hiểm nữa là trong cái vụ bắt cóc này thì có sự tham gia của tiếp tay rất tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là hình ảnh của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây. Và ở đây cách đây không xa, bởi vì là sau khi bắt cóc xong thì họ đã đưa từ đây đưa ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương từ đây về sứ quán Việt Nam, và tại đó ông ta bị nhốt 2 ngày trong cái tòa nhà phía sau đó, là bị nhốt ở trong đó và có thể là sau đó đánh thuốc mê và trở tiếp đi. Đây, và đây là phiên tòa xét xử ngày đầu tiên. Đây là hình ảnh của thẩm phán bà Lê Kim tránh án chủ tọa phiên tòa. Đây là hình ảnh của bà ta. Và chúng tôi cũng đã tường thuật trong thời gian vừa qua về cái phiên tòa xét xử đó. Hiện nay thì vụ án vẫn chưa xong. Nơi đây là hình ảnh của Đại sứ quán Việt Nam, nơi mà khi đó là ông đại sứ Đặng Mạch Toàn Quyền và ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng. Ông Đoàn Xuân Hưng lúc đó là đại sứ và trong gọi là bây giờ gọi là đại sứ bắt cóc. Ông ta đã tiếp tay cho mật vụ để bắt cóc, và rất nhiều cán bộ an ninh sứ quán cũng như là những cái người công tác cộng đồng đã đứng ra để tiếp tay để bắt cóc cho ông Trịnh Xuân Thanh. Và đã bị phía công an Đức cũng như là chính phủ Đức đưa những cái công văn, và có nhiều người, có 2 người đã bị trục xuất khỏi nước Đức. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rõ hơn. Đấy là những cái người mà đã bị đưa ra trước tòa và trục xuất. Đây là hình ảnh, đây là cái tòa, hình ảnh tòa án. Còn đây trên này là ông Đường Minh Hưng, và phía dưới là ông Lê Đức Hoa, Nguyễn Đức Hoa, và bên nữa là ông Tuấn, gọi là Tuấn Béo. Và phía dưới là cái người trông rất nguy hiểm, mà ở phía dưới, phía dưới đấy là ông Đào Quốc Oai, là một trong những người mà gọi ở bên Cộng hòa Séc gọi là soái, Cộng hòa Séc sang đây không lâu. Thì không biết ông Đào Quốc Oai là mật vụ Việt Nam hay là ông ta là mafia tại Cộng hòa Séc, và ông ta cũng tham gia vào cái vụ án bắt cóc này. Và hiện nay ông Đào Quốc Oai là đang trốn ở Hải Phòng. Đấy, thì những ai mà biết về ông Đào Quốc Oai thì có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi để chúng tôi chuyển tiếp đến cơ quan an ninh Đức để tiếp tục điều tra về ông này, về tội là đã tổ chức và bắt cóc công dân Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và đây là những cái cán bộ an ninh Việt Nam hoặc là cán bộ sứ quán Việt Nam ở trong đại sứ quán đã bị trục xuất hoặc là bị không hoan nghênh khi mà đã xảy ra, để xảy ra vụ bắt cóc đó. Họ đã tiếp tay, ví dụ như ông Trung Béo chẳng hạn, thì trông rất giống ông Vũ Đình Duy, nhưng mà đấy là ông Trung Béo. Ông ta đã đi lấy đồ của cô Đỗ Thị Minh Phương trên khách sạn khi mà ép bắt cóc cô xong, và lấy đồ khách sạn để đưa cô ta ra sân bay và bay về nước. Còn ông dưới là ông Nguyễn Đức Thoa, là ông ta là về đại diện tổng tình báo tại Đức, thì ông ta cũng đã bị trục xuất sau một thời gian rất ngắn, tức là 48 tiếng là ông phải rời khỏi nước Đức. Đấy, bởi vì là đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh. Mà cái điều rất là đáng buồn là những cái người này như ông Nguyễn Đức Thoa, ông ta đã được chính phủ Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức đào tạo để về mặt an ninh. Thì sau khi được đào tạo xong, ông ta về công tác tại Bộ Nội vụ, Bộ Công an, và lại được cử sang Đức để công tác tiếp. Thì chính những người được phía Đức đào tạo này, họ lại quay lại, họ lại gây án hình sự rất nặng ngay trên nước Đức. Thì cái điều này mà đã làm cho phía Đức rất là buồn. Và những cái người mà đã dạy ông ta ở trường đại học Humboldt cách đây không xa cũng rất là buồn, bởi vì có những cái người học trò mà khi được nước Đức đào tạo, khi được nước Đức nuôi dưỡng, mà cuối cùng lại quay lại để phản lại, tức là quay lại để gây án, chính dùng cái nghiệp vụ mà được đào tạo đó để gây án trên nước Đức. Thì cái điều đó là nguy hiểm. Và đấy là các bạn phải thấy rằng là cái thể chế trong nước, cái chủ nghĩa cộng sản, nó đã biến con người ta không thành một, không phải là người nữa, mà nó đã biến người ta thành một cái thứ tội phạm rất nguy hiểm. Và cái điều đó là đã chứng minh về cái việc mà những cái cán bộ công an đã được đào tạo, phía Đức đào tạo, bây giờ lại quay lại để tấn công lại nước Đức và bắt cóc người trên nước Đức. Thì hiện nay phía Đức vẫn tiếp tục điều tra về hành tung, về những cái sai trái này, và để tiếp tục đưa ra tòa. Và sau vụ án bắt cóc xảy ra thì thì đây là ông Tổng thống Slovakia Andrej Kiska tuyên bố ngày 31 tháng 7 năm 2018. Tức là ông ta đã tuyên bố rằng là cái vụ bắt cóc đó đã xảy ra và đã rất phản đối. Ông ta, Tổng thống Slovakia, phản đối việc này. Thì những cái thông tin này chắc chắn các bạn sẽ không thấy được trên những tờ báo trong nước, bởi vì họ đã không đăng, và chỉ có thời báo và một số báo đăng. Mặc dù là trong cái phiên tòa đi đó thì đi xử thì đều có sự hiện diện của Thông tấn xã Việt Nam, có hiện diện của VTC10 và một số cái đài khác, nhưng mà họ đã, Đài Tiếng Nói Việt Nam,
nhưng họ đã không đăng mà họ ỉm thông tin để đi, và như vậy là người Việt Nam chúng ta trong nước đã không biết. Đấy, và đây là hình ảnh chiếc máy bay của chính phủ Slovakia đã cho ông Tô Lâm mượn đi công tác vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, và chính chiếc máy bay này lại được dùng để chở ông Trịnh Xuân Thanh trong cái vụ án bắt cóc đó từ Slovakia về Moscow, tức là từ Bratislava, thủ đô Slovakia, về Moscow và sau đó về Việt Nam trên một chuyến máy bay khác. Và hiện nay Slovakia cũng đang điều tra về cái vụ ông Tô Lâm đã thuê máy bay, đã mượn máy bay và đã sử dụng máy bay vào cái mục đích bắt cóc, là cái điều mà rất là tối kỵ đối với của quốc gia trên làm việc trên một quốc gia, và khi họ bạn, nước bạn đã tin Việt Nam cho mượn máy bay nhưng mà cuối cùng là sử dụng cái việc này, thì điều này là rất nguy hiểm cho cái chính sách ngoại giao của Việt Nam. Sở dĩ chương trình này cứ nói về vấn đề này bởi vì sao? Bởi vì như các bạn đã biết, ông Phạm Nhật Vượng là cái người mà trước đây đã từng có cuộc thời gian rất dài ở Ukraine, và tại đó thì ông ta có những doanh nghiệp và ông ta cũng tự kinh doanh sản xuất mì tôm, và cũng theo những thông tin được nói thì khá thành công, nhưng mà ông ta cũng lại bị nhiều cái tai tiếng ở bên đó. Và cái vấn đề tai tiếng thế nào thì chúng tôi sẽ cung cấp tiếp cho các bạn vào cái thời gian tới. Và khi về Việt Nam, ông ta lại móc nối với các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản, như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân và nhiều người khác nữa, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, để tiếp tục là kinh doanh và làm những cái việc mà chắc chắn rằng là không phải là sạch sẽ gì. Và bởi vì có những mối quan hệ như vậy thì đương nhiên cái việc mà cái đường dây tổ chức bắt cóc thì nó vẫn nằm nguyên ở đây, ở Cộng hòa Séc, nằm nguyên ở Đức, nằm nguyên ở Pháp và nhiều nước khác nữa. Đấy là thông tin mà được Viện Công tố đưa ra trước tòa án mà chúng tôi đã ghi nhận. Thì những cái người này phải chăng đến lúc nào đó với cái quyền lực của ông Phạm Nhật Vượng sẽ được thuê hoặc là được trả tiền để tiếp tục tấn công vào nền dân chủ và tự do nước Đức, tiếp tục phạm pháp ở Đức và có thể tiếp tục tấn công một nhà báo như tôi, là nói lên tiếng nói để cho người dân biết, là có thể thủ tiêu hoặc là có thể bắt cóc, thì cái đó cũng không loại trừ. Và hiện nay cảnh sát an ninh Đức thì rất quan tâm đến vấn đề này, và đặc biệt là quan tâm đến những cái quan hệ của những cái cá nhân từ trước trong cái vụ bắt cóc đó, và tới đây họ có làm gì không, họ có tiếp tục bắt cóc hoặc là ám sát. Và bây giờ thì ám sát thì nó không nhất thiết là phải dùng những cái phương vũ khí hạng nặng, hoặc là không thể dùng súng, mà có thể nó dùng những cái chất như uranium để đánh thuốc độc, hoặc là những cái chất hóa học rất cực độc như vừa rồi các bạn đã chứng kiến là Bắc Triều Tiên đã dùng để ám sát cái người anh của ông Chủ tịch Kim vừa qua, và mà có liên quan đến người Việt Nam. Và còn những cái vấn đề khác nữa thì còn rất nhiều những cái phương pháp mà họ có thể ám sát người dân Việt Nam khi ở nước ngoài. Cái điều đó cũng phải không loại trừ. Mà ở Ukraine là cái nơi mà ông Phạm Nhật Vượng đã từng sống, từng kinh doanh, và các bạn cũng đã biết nước Nga, và trước đây là nó là Ukraine, trước đây là Liên bang Xô Viết, và bây giờ là Ukraine, thì nó đã chuyển sang thể chế dân chủ. Nhưng cái vấn đề là cái thể chế đó liệu có đảm bảo cho cái an ninh, an toàn của những cái công dân ở đó hay là những công dân khác ở châu Âu hay không, khi mà ở đó đang còn có chiến tranh, tức là cái sự tranh giành của Nga, tức là lấn chiếm của bán đảo Crimea, cũng như là cái cuộc chiến tranh ở đó vẫn tiếp tục diễn ra, thì vũ khí, đạn dược và những con người ở đó rất sẵn. Thì phải chăng nếu ông Phạm Nhật Vượng thuê người để những cái người đó sang bên Đức thì đi rất nhanh, họ chỉ đi ô tô từ Ukraine sang Đức, sang Berlin chỉ mất trong một ngày đó đến nơi thôi, và họ có thể rình rập và có thể ám sát bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể là bắn tỉa vào cái tờ báo, khi vào tờ báo đó vào chỗ trung tâm, chỗ nơi văn phòng của chúng tôi để bắn tỉa, và cũng có thể là ám sát bằng hình thức là đâm xe tai nạn như thế này. Những chiếc xe mà đi qua đi lại như thế này các bạn thấy là rất dễ, có thể dùng chiếc xe đó để lao vào người và nói rằng đã bị tai nạn thì chết người, thì họ cũng chỉ bị bồi thường một thời gian ít thôi, hoặc là chúng ta có thể để ý, hoặc là có thể dùng những vũ khí khác nữa như là súng AK, mà trước đây các bạn cũng biết ở Đức thì có buôn bán thuốc lá lậu, thì họ dùng rất nhiều những cái súng AK đó để bắn giết lẫn nhau. Mà thành có những ngày mà có một địa điểm tại một cái khu nhà ở, một căn hộ thôi, mà có 7 người Việt Nam bị giết, đã 7 người Việt Nam đã bị giết vì trong một ngày bằng những khẩu súng ngắn, bằng súng AK, bởi vì là chỉ tranh giành về cái vấn đề là bảo kê bán thuốc lá lậu. Thì cái điều đấy rất dễ có thể lặp lại xảy ra, mà ngay cả những cái người mà làm những cái việc đó thì hiện nay họ vẫn đang sống ở đây và có thể được thuê tiền
và sẽ tấn công vào những cái người báo chí làm báo chí như tôi để có được cái đồng tiền đó, thì cái điều đó cũng có thể xảy ra, cho nên là chúng ta phải đề phòng. Hoặc là cái bước khác nữa mà chúng ta cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, đó là việc họ không bắt cóc nhưng họ có thể ám sát bằng hình thức là đặt bom và các đánh bom. Đánh bom thì các bạn vừa biết rồi, thì tại các nước như Mỹ, rồi ngay cả Mỹ an toàn như thế, rồi tại nhiều nước khác thì cũng đã bị khủng bố đánh bom liên tục. Rồi thì nếu mà trả tiền thì có thể đánh bom nên cái khu văn phòng mà chúng tôi ở chẳng hạn, chúng ta làm việc chẳng hạn, thì đấy là cũng là một cái hình thức. Mà gần đây nhất thì các bạn cũng đã biết trong cái vụ khủng bố các nhà báo tại Pháp, đấy là những cái đối tượng Hồi giáo họ đã dùng súng tiểu liên, họ vào họ bắn trong tòa soạn và đã giết rất nhiều người. Thì đấy là cái điều mà cũng có thể xảy ra và hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên là nếu ông Phạm Nhật Vượng mà làm cái điều đó hoặc thuê cái điều đó làm những người làm việc đó thì rất nguy hiểm cho cái truyền thông ở đây và chúng tôi phải đề phòng. Tuy nhiên nếu mà làm cái điều đó thì ông Phạm Nhật Vượng phải đối diện với những cái gì, thì khi mà những cái thông tin với những cái comment ở dưới luôn luôn đe dọa giết nhà báo Lê Trung Khoa để cắt cổ rồi là thế nọ thế kia rất nhiều, thì chúng tôi cũng đã dịch ra và chúng tôi đã đưa những cái thông tin đó cho cảnh sát Đức để họ điều tra theo dõi những cái địa chỉ IP, những cái nơi mà những cái tên những cái người đã comment đó và đã dùng máy tính ở đâu, ai dùng máy tính ở lúc nào, địa điểm nào để đe dọa, thì họ đang điều tra và tôi nghĩ rằng là cũng phải có thời gian thì họ mới có thể điều tra ra những điều đó. Tuy nhiên trước mắt thì vấn đề an ninh cũng phải hết sức lên hàng đầu. Khi mà ông Phạm Nhật Vượng đang là cái người mà đã từng ở Ukraine thì ông ta cũng có rất nhiều mối quan hệ ở Ukraine, ở Đức và ở Séc và nhiều nước khác, thì cái vụ án bắt cóc xảy ra trước đây cũng đã chứng minh cho cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra một lần nữa nếu mà chúng ta không đề phòng cẩn thận. Đấy, thì đấy là cái thông tin đó. Và tất nhiên là nếu ông Phạm Nhật Vượng mà làm cái điều đó thì cái việc đầu tiên là ông ta và những cộng sự của ông ta sẽ bị đưa vào hồ sơ theo dõi. Đầu tiên là theo dõi. Có thể ông ta vẫn nhập cảnh vào châu Âu, ông ta vẫn mua dây chuyền sản xuất của châu Âu, ông ta vẫn phải sang châu Âu để làm chuyện nọ chuyện kia. Thế nhưng mà ông ta sẽ gặp khó khăn khi nhập cảnh, hoặc là ông ta sẽ bị điều tra, bị theo dõi rất kỹ khi ông ta mỗi lần ông ta đến châu Âu, tức là qua cửa khẩu hải quan. Thì các bạn biết rồi, bất cứ cơ quan hải quan nào ở đây đều có hệ thống máy tính và hệ thống đó được kết nối toàn châu Âu. Thế khi mà đánh đúng cái tên, ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng, thì nếu mà ông ta đã được đặt vào phòng ngắm của an ninh Đức thì họ sẽ theo dõi, họ sẽ thường xuyên có những cái nghiệp vụ riêng để tìm hiểu xem là ông ta đến đây với ai, làm cái gì và có gây nguy hiểm cho cái phóng viên hoặc là cho cái nền tự do và dân chủ ở nước Cộng hòa ở Liên Bắc hay không và châu Âu hay không. Thì đấy là cái điều mà nguy hiểm. Nếu mà một cái nhà kinh doanh như ông Phạm Nhật Vượng thì cũng nên suy nghĩ rất cẩn thận và chu đáo để nếu mà có làm cái điều gì ở nước Đức thì chắc chắn là sẽ phải đối diện với cả những cái điều tra và rất lâu dài, hàng chục năm họ vẫn điều tra để tìm ra nguyên nhân. Và những cái tổ chức mafia hoặc là những cái người thuê tiền để giết hại nhà báo hoặc đe dọa nhà báo thì sẽ bị đưa ra ánh sáng, bởi vì chúng tôi đưa tin hoàn toàn trên cơ sở sự thật, trên sự điều tra của chúng tôi. Và những cái người mà muốn tìm hiểu thì có thể thông qua những cái đường link, thông qua những hình ảnh đó các bạn có thể tự tìm hiểu thêm để có cái quyết định cuối cùng để mua những chiếc xe VinFast Fadi làm sao cho nó đúng, liệu có nên mua hay không mua. Và khi một chủ doanh nghiệp nếu mà dùng những cái biện pháp như mafia để dọa dẫm hoặc là ám sát cái phóng viên báo chí, thì những chiếc xe đó được sản xuất ra không phải sạch sẽ gì, và ngồi những chiếc xe đó thì các bạn tưởng tượng rằng ngồi trong một chiếc xe của những tổ chức mafia lớn thì nó cũng không đem lại cái điều gì may mắn cho những người mua xe đó. Vâng, tôi đang đứng ngay trước cái khu trung tâm Berlin nơi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, và chúng tôi đang làm cái chương trình truyền hình trực tiếp nói về việc liệu ông Phạm Nhật Vượng có thuê mafia hoặc là có thuê những tổ chức hoặc những cá nhân nào đó sang Đức để ám sát hoặc là gây hại cho nhà báo hoặc là gây hại cho cái tờ báo của chúng tôi, tờ báo Đức hay không. Thì qua cái phân tích vừa qua thì các bạn cũng đã biết rất nhiều những cái thông tin cụ thể và chi tiết, và chắc chắn rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận cũng như là tìm hiểu những thông tin mới nữa để phục vụ các bạn một cách chính xác, nhanh và kịp thời nhất. Và nếu những bạn nào muốn biết thêm những thông tin khác thì các bạn cũng có thể viết bình luận ở trong dưới cái video truyền hình trực tiếp này để chúng tôi tìm hiểu thông tin và tiếp tục cung cấp cho các bạn những cái thông tin thực tế, sự thật nhất, mà nơi mà những cái tờ báo trong nước
đã không đưa tin cho các bạn để biết, thì chúng tôi sẽ đưa, và bất cứ giá nào chúng tôi sẽ luôn luôn đứng ra để ủng hộ cái quyền lợi của người dân trong nước cũng như người tiêu dùng. Và chúng tôi phản đối toàn bộ những cái gì mà những cái doanh nghiệp đó hoặc là những cá nhân khác dùng vũ lực hoặc là dùng mafia để tấn công vào báo chí tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Chào các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và gia đình hạnh phúc và làm ăn phát đạt, cũng như là có cái quyết định sáng suốt khi mua một chiếc xe phù hợp cho mình nhất. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.